Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị và các bạn đều nhận thấy rằng những năm được cho là năm đẹp như dê vàng, trâu vàng lại có tỷ lệ sinh tăng vọt. Bởi vì các bậc cha mẹ đa phần đều muốn con mình được ra đời vào những thời khắc đẹp nhất, mang lại nhiều may mắn và mọi người đều cho rằng đó là năm tốt để có thể sinh con. Việc xem tuổi sinh con hợp với mệnh của bố mẹ là bước đệm mang lại nhiều thành công, tốt lành cho cuộc đời của trẻ sau này. Vì thế mà sau khi biết được tuổi phù hợp để sinh con thì các bậc cha mẹ còn rất quan tâm đến việc chọn tháng, ngày, giờ để chào đón đứa con của mình. Hôm nay qua video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách chọn ngày sinh tốt nhất năm 2023. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, muốn chọn ngày tốt để sinh con thì quý vị và các bạn cần đặc biệt chú ý đến các yếu tố liên quan đến ngũ hành, thiên can và địa chi, xung hình, khắc hại giữa năm sinh và các ngày dự sinh của cháu bé. Sau đó chúng ta có thể kết hợp để lựa chọn ngày sinh có lộc mã quý nhân cho bé. Bởi vì các yếu tố thiên can, địa chi và ngũ hành nếu được lựa chọn kỹ lưỡng có thể giúp cân bằng hoặc bổ trợ cho bát tự của các bé. Từ đó giúp bản mệnh của bé vững vàng hơn, bé cũng sẽ có ưu thế hơn nếu như sinh được vào những ngày có quý nhân trợ giúp. Như chúng ta đã biết thì năm Quý Mão có ngũ hành bản mệnh là mệnh kim, kim bạch kim, vàng pha bạc. Xét về ngũ hành, vì ngũ hành bản mệnh thuộc kim nên sẽ sinh năm Quý Mão, nên chọn sinh có quý hành tương sinh với ngũ hành bản mệnh, đó là ngày sinh thuộc thổ, và cần đặc biệt tránh xa những ngày tương khắc với ngũ hành bản mệnh, đó là các ngày có ngũ hành thuộc hỏa, do kim bị hỏa khắc chế, nên những người sinh năm Quý Mão mà nhằm ngày hỏa thì trước tiên sẽ khắc cha, sau đó bản thân sẽ gặp khá nhiều trở ngại trong cuộc sống. Xét về thiên can Quý Dậu hợp với thiên can Mậu dương thổ. Khắc thiên can Đinh âm hỏa và xung với thiên can Kỷ âm thổ. Xét về địa chi thì sang năm 2023 có địa chi là Mão thuộc âm mộc, trong đó địa chi Mão có chứa đựng các thông tin về sự xung hợp với các địa chi khác như sau. Địa chi Mão có quan hệ lục hợp, nhị hợp tốt với địa chi Tuất. Địa chi Mão có quan hệ xung xấu với địa chi Dậu. Địa chi Mão có quan hệ tương hại xấu với địa chi Thìn. Địa chi Mão có quan hệ tương phá xấu với địa chi Ngọ. Xét về lộc mã quý nhân thì người sinh năm Quý Mão sẽ có lộc tại Tý, mã tại Tỵ và quý nhân tại Mão. Căn cứ vào các tiêu chí trên, chúng ta cùng xét chi tiết các ngày để chọn ra ngày sinh phù hợp cho các bé năm Quý Mão 2023. 1. Ngày Tý, bao gồm các ngày Sát Tý, Bính Tý, Mậu Tý, Canh Tý và Nhâm Tý. Vì theo quan niệm phong thủy thì Tý hình Mão, do đó hai địa chi này được coi là xung khắc nhau. Vì thế mà người tuổi Mão ngày Tý thường không gặp nhiều may mắn, đặc biệt là những ngũ hành, thiên can địa chi xung khắc như Bính Tý, Nhâm Tý. Từ những yếu tố trên, chúng ta có thể loại bỏ ngày Tý, mặc dù tuổi Quý Mão có thiên lộc tại Tý. Nếu cố gắng sử dụng ngày Tý thì chúng ta có thể chọn ngày Mậu Tý, ngũ hành thuộc thổ và có thiên can hợp với Quý. 2. Ngày Sửu, bao gồm các ngày Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu. Trong các ngày Sửu trên, chúng ta có thể lựa chọn ngày Tân Sửu, vì ngày này có ngũ hành thuộc thổ, thổ sinh kim nên sẽ vượng cho bản mệnh. Cũng như Nhật Chủ có thiên can Tân âm kim sẽ sinh được cho Quý âm thủy. Điều này thể hiện rằng em bé sau khi chào đời có thể đem lại vượng khí cho cha. Hoặc ngày Ất Sửu, ngũ hành thuộc kim, ngũ hành này có thể bổ trợ cho mệnh của bé. Tuy nhiên do thiên can Nhật chủ là Ất, âm mộc, nên rất dễ sau khi sinh em bé, người cha sức khỏe có thể kém hơn hoặc bị hao tài. Các ngày Sửu khác không dùng. 3. Ngày Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Dần. Người tuổi Mão mà sinh vào ngày Dần thì thường phạm vào lời ăn tiếng nói, dễ gặp điều đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời. Nếu lựa chọn ngày Dần thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn ngày Mậu Dần vì ngày này có ngũ hành thuộc thổ và thiên can Mậu hợp với thiên can Quý. Nhâm Dần, ngũ hành thuộc kim tương sinh cho bản mệnh và thiên can Nhâm cũng hợp hành với thiên can Quý. Các bạn nhỏ sinh ngày này sẽ khá hợp với cha mẹ, đặc biệt nếu là con trai sẽ khá tài giỏi. Các ngày Dần khác sẽ không dùng, quý vị và các bạn đặc biệt nên tránh ngày Dần như Bính Dần, ngũ hành thuộc hỏa, khắc kim và thiên can Bính Hỏa cũng không hợp với thiên can Quý. 4. Là ngày Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quý Mão. Những ngày Mão có thể dùng đó là ngày Quý Mão, ngũ hành thuộc kim tương sinh cho bản mệnh và thiên can Quý cũng tỷ hòa với lại thiên can năm sinh.
Không những thế, ngày Mão lại là quý nhân của tuổi Quý, nên đây là một ngày mà gần như trọn vẹn các tiêu chí tốt đẹp. Các bé đặc biệt hợp với cha mẹ, bố mẹ sẽ dễ dàng gần gũi, chia sẻ, đồng hành cùng sự trưởng thành của bé. Ngày Tân Mão, ngũ hành thuộc mộc, nhưng thiên can nhật chủ lại là kim, nên sinh được thiên can quý của năm sinh. Ngày này cũng là ngày có sao quý nhân xuất hiện nên khá tốt cho người tuổi Quý Mão, nhờ các yếu tố tốt đẹp mà các bé ra đời ngày này sẽ có thể tiếp sức cho cha mẹ, giúp vận khí cha mẹ tốt hơn. Các bé sinh ngày Mão được sao thiên tướng chiếu mệnh, lại có quý nhân phò trợ nên có số tài lộc, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thành công. Các bạn nhỏ sinh ngày này sẽ luôn nhận được sự che chở, âm thầm giúp sức của người khác. Năm là ngày Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và Nhâm Thìn. Do Thìn và Mão có mối quan hệ tương hại, vì thế nếu được lựa chọn thì chúng ta không nên lựa chọn ngày Thìn. Tuy nhiên, theo tử vi thì những em bé sinh vào ngày Thìn của năm Quý Mão thì thường được chiếu mệnh bởi sao Thái Dương nên có trí tuệ thông suốt, cuộc sống dù gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua. Sáu là ngày Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ. Chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn ngày Tân Tỵ, lý do ngày này có ngũ hành thuộc kim, bên cạnh đó thiên can tân lại sinh cho thiên can quý của năm sinh. Không những thế, những em bé vào ngày này lại có được sao thiên mã. Các bạn cũng có thể lựa chọn ngày Quý Tỵ, ngũ hành thuộc thủy. Quý Tỵ sẽ không đẹp bằng ngày Tân Tỵ, bởi vì ngày này sẽ khiến các bé có thể dễ bị hao tài hoặc sức khỏe không được tốt. Nhưng dù sao thì ngày này bé vẫn nhận được sự hỗ trợ của sao thiên mã. Những ngày Tỵ khác không dùng được. Về cơ bản thì sự nghiệp của những người ngày Tỵ thường thuận buồm xuôi gió nhưng phải sống xa quê do có sao dịch mã trợ lực. 7 là ngày Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Canh Ngọ và Nhâm Ngọ. Do địa chi Ngọ có mối quan hệ tương phá với địa chi Mão trong năm Quý Mão, vì thế mọi ngày Ngọ trong năm đều có thể coi là không được tốt và chúng ta không lựa chọn ngày này. Tuy nhiên nam giới sinh vào ngày Ngọ sẽ được sao Thái Dương chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn. Dù cuộc sống thỉnh thoảng có gặp trắc trở nhưng nếu cố gắng sẽ vượt qua và hưởng nhiều tài lộc. 8 là ngày Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi và Quý Mùi. Chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn ngày Tân Mùi do ngày này có ngũ hành thuộc thổ, thiên can tân cũng sinh cho thiên can quý, vì thế ngày này được coi là khá phù hợp với năm Quý Mão. Các bạn cũng có thể lựa chọn ngày Ất Mùi, ngũ hành thuộc kim, sẽ ti hòa với ngũ hành năm sinh, nhưng thiên can quý sẽ phải sinh cho thiên can Ất của Nhật chủ, vì thế mà cha mẹ có thể hao lực vì con cái, tuy nhiên cha mẹ hợp với con và có mối quan hệ khăng khít. Về cơ bản, các bé sinh ngày Mùi là những người khá đủng đỉnh, hiền lành, mưu trí, có thể có khiếu về nghệ thuật, nhưng thường bị tiểu nhân đố kỵ và hãm hại. 9 là ngày Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân, Canh Thân và Nhâm Thân. Quý vị có thể sử dụng 2 ngày là Mậu Thân và Nhâm Thân hoặc là Canh Thân. Tuy nhiên, những người sinh ngày Thân dễ là những người không hợp với mẹ. Bên cạnh đó, người sinh ngày Thân thường gặp vấn đề không tốt về sức khỏe. 10 là ngày Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu, Tân Dậu và Quý Dậu. Do địa chi xung Dậu với địa chi Mão của năm sinh, vì thế chúng ta có thể loại bỏ không dùng các ngày Dậu để sinh con trong năm Quý Mão 2023. 11 là ngày Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất và Nhâm Tuất. Do địa chi Tuất nhị hợp với địa chi Mão nên sau khi loại bỏ ngày Giáp Tuất có ngũ hành thuộc hỏa thì chúng ta có thể sử dụng các ngày Tuất khác. Những đứa trẻ sinh năm 2023 vào ngày Tuất có vận số khá đẹp do sao tử vi chiếu mệnh nên sự nghiệp công danh của những người này thường thành công vang dội, hôn nhân hạnh phúc. 12 ngày Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi. Do địa chi Hợi nằm trong tam hợp Hợi Mão Mùi nên về cơ bản ngày Hợi khá tốt đẹp với năm sinh Quý Mão, trong đó quý vị có thể ưu tiên các ngày Tân Hợi và Quý Hợi. Tuy nhiên do bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh nên những bạn trẻ sinh vào ngày Hợi cần chú ý các họa liên quan đến máu huyết, kiện tụng, thậm chí có thể có đời sống không ổn định. Tuy nhiên sự nghiệp vẫn có chút thành tựu. Thưa quý vị, trên đây là những ngày tốt có thể lựa chọn để sinh con trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.